Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Những khẩu hiệu về dân chủ, nhân quyền là những khẩu hiệu đã xuất hiện trong nhiều cuộc cách mạng từ hàng trăm năm nay trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên thì cùng một chữ dân chủ cũng có dăm ba cách hiểu. Từ một cách hiểu lại có dăm ba đường giải thích, tùy lúc tùy nơi, tùy người nói, theo kiểu lưỡi không xương, trăm đường lát léo. Tuy nhiên thì với Việt Nam, chúng ta có thể thấy được một điều, đó là một năm không dưới vài lần các tổ chức tự xưng là nhân danh dân chủ, nhân quyền, tự do kêu gào bắt chúng ta phải thế này, thế kia. Và mới đây nhất là vụ tòa án Thái Lan vào ngày 30 tháng 9 vừa qua đã tuyên án dẫn độ Y Quynh Bờ Đắp, kẻ chủ mưu vụ xả súng ở Đắk Lắk hơn một năm trước, về Việt Nam. Và lập tức thì những kẻ tự xưng là đấu tranh cho nhân quyền đã lên án chính quyền của cả hai nước. Tuy nhiên thì khi nhìn vào đây và những tiền lệ, chúng ta không thể không đặt ra một dấu hỏi về cái danh dân chủ, nhân quyền từng được nêu ra. Hãy bàn về vấn đề này qua video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là về vụ việc của Y Quynh Bờ Đắp. Ngay sau khi tòa án Thái Lan có phán quyết dẫn độ Y về Việt Nam, luật sư của kẻ này, Nat Siri Bergman và Finn Robertson, giám đốc tổ chức Người Vận Động Nhân Quyền và Lao Động Châu Á, nói rằng quyết định này của tòa án Thái Lan là kinh hoàng và vô lý. Đồng thời thì hai người này đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những lời lên án mạnh mẽ, lên án toàn diện về sự xuyên tạc công lý của tòa án Thái Lan và gây sức ép buộc Bangkok phải cho phép Y Quynh Bờ Đắp được tái định cư ở một quốc gia thứ ba. Các nhóm nhân quyền thì kêu gọi chính quyền Thái Lan không được thi hành việc dẫn độ nhà hoạt động Y Quynh Bờ Đắp về Việt Nam sau khi ông này bị tòa án hình sự Bangkok ra phán quyết dẫn độ theo yêu cầu của Hà Nội. Những đồng đảng của ông ta cũng hy vọng rằng sẽ có sự can thiệp của một nước thứ ba, và đương nhiên đặc biệt nhất sẽ phải là Hoa Kỳ, sẽ gây áp lực lên Thái Lan buộc phải thả người. Mặt khác thì dù không biết Y Quynh Bờ Đắp có hoạt động vì nhân quyền gì cho Thái Lan hay không, thế mà cả những tổ chức tự xưng là hoạt động vì nhân quyền của người Thái cũng kêu gọi luôn chính phủ Thái Lan phải thả vô điều kiện đối tượng này. Tờ VOA, một tờ báo có xu hướng chống Việt Nam, đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Thái Lan. Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng với Tòa hình sự Bangkok đề nghị họ đưa ra bình luận về những lời kêu gọi trên. Thế nhưng Bộ Ngoại giao của hai bên đều đã tắt máy. Khoan hãy bàn về những phản ứng của chính phủ hai bên trước báo giới. Nhưng rõ ràng là chúng ta đã thấy được một cái sự tiêu chuẩn kép của các tổ chức này khi nói tới hai chữ nhân quyền. Về sự việc của Y Quynh Bờ Đắp, chúng ta đều có thể thấy một thứ đều đã hai năm rõ mười. Đây chính xác là một vụ tấn công cực đoan, gây ra sự phẫn nộ cho cả dân chúng. Bằng chứng thì các bạn cứ lật lại những video về các vụ việc, khi thấy được hình ảnh những người dân địa phương đoàn kết thế nào khi thành lập ra cả những đội đi săn những kẻ này. Và chính những kẻ bị tóm sau đó cũng đã khai đầu đuôi vụ việc. Thậm chí các bạn chỉ cần nhìn vào hình ảnh được bọn chúng đăng tải trước khi hành động thì cũng có thể thấy biểu tượng của cái gọi là nhà nước đề ga. Vậy thì nếu những kẻ này đòi nhân quyền cho Y Quynh Bờ Đắp thì ai sẽ là người đòi nhân quyền cho Osama Bin Laden đây? Ta có thể thấy rằng rõ ràng là đang có một sự tiêu chuẩn kép trong vụ việc này. Ở đây, mình không chỉ nói tới những tổ chức tự xưng mà còn với cả những đất nước đang là đại bản doanh của chúng, đó là Hoa Kỳ. Khi sự việc vừa mới diễn ra, cơ quan chức năng của Việt Nam thậm chí còn chưa có tuyên bố gì về những kẻ đứng đằng sau sự việc và đang truy bắt những đối tượng cuối cùng còn lẩn trốn trong nước. Thì Hoa Kỳ không biết là có phải có tật giật mình hay không thì họ đã lên tiếng trước rằng họ chia buồn với chính phủ và người nhà nạn nhân, nhưng ngay sau đó cũng khẳng định rằng họ không dung túng hay tiếp tay cho bất kỳ một đối tượng nào có liên quan tới vụ việc. Hồi tháng 3 năm 2024, sau khi có đủ bằng chứng về sự liên quan, thì Bộ Công an đã liệt hai tổ chức là nhóm hỗ trợ người thượng MSGI và nhóm người thượng vì công lý MSFG vào tổ chức cực đoan. Nhóm hỗ trợ người thượng do các đối tượng Imut Malo và Israel Black tuyên bố thành lập vào năm 2011 tại Hoa Kỳ. Nhóm này đã tiến hành tuyển mộ thành viên, chuẩn bị vũ khí để thành lập ra một cái gọi là lính đề ga do Isonie từ Mỹ xâm nhập về Việt Nam trực tiếp chỉ đạo. Tháng 6 năm 2023, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng, ra quyết định truy nã 5 đối tượng là thành viên của tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng về các tội tấn công cực đoan nhằm chống chính quyền nhân dân. Nhóm người thượng vì công lý do các đối tượng Y Quynh Bờ Đắp, Y Phích Hở Đốc và một số đối tượng khác
thành lập vào tháng 7 năm 2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4 năm 2023. Về hình thức hoạt động thì cũng giống như nhóm hỗ trợ người thượng ở trên. Đến tháng 8 năm 2023, cơ quan chức năng Việt Nam đã ra quyết định khởi tố truy nã Yquing Bđắp, thành viên của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, về tội tấn công cực đoan. Ấy thế nhưng, dù mới mấy tháng trước còn vừa chia buồn xong, nhưng chắc đó là một vị đại sứ khác đã làm, chứ còn Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ thì không nghĩ vậy thì phải. Ngay lập tức, dù nhà họ đang bận bao việc, khi mà cuộc đua tranh cử tổng thống đang nóng dần lên, thì Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ vẫn cứ bớt chút thời gian để mà lên án nhân quyền Việt Nam và gọi đây là một hành vi đàn áp tôn giáo. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng cái chữ nhân quyền của Mỹ hay những kẻ này chẳng có liên quan gì tới thực chất vấn đề cả. Chữ nhân quyền ở đây là thứ nhân quyền được định nghĩa trong quyền lợi của nước Mỹ mà thôi. Nhìn vào những kẻ tự xưng là vì nhân quyền này, chúng ta thấy được ít nhất là hai vấn đề. Thứ nhất, đó là các tổ chức được thành lập tại Mỹ hay Thái Lan mà người thủ lĩnh có quốc tịch Mỹ hoặc quốc tịch Thái Lan đang sống tại Mỹ lại hô hào đấu tranh vì người thượng ở Việt Nam, thì đã thấy danh không chính mà ngôn thì cũng chẳng thuận. Vấn đề mâu thuẫn giữa các dân tộc đã là câu chuyện hàng ngàn năm nay rồi, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều quốc gia khác. Nếu các bạn theo dõi sự kiện xả súng một năm về trước thì sẽ thấy rằng ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, những trang fanpage của tổ chức này và những cá nhân thù địch ở nước ngoài như của Việt Tân hay nhóm của Nguyễn Văn Đài đã hả hê cổ súy và kích động để phô trương thanh thế. Vậy nếu thứ nhân quyền mà những kẻ này tung hô là cảnh những người dân vô tội bị tàn sát một cách dã man, thì chúng ta cần cái thứ nhân quyền đó để làm gì? Thứ hai, đó là về mặt pháp lý, thì hai tổ chức này không phải là một đảng phái hay một tổ chức pháp lý được đăng ký pháp nhân. Ấy vậy mà nó lại thu hút được sự chú ý rất lớn đến từ Hoa Kỳ. Vậy thì Mỹ có lý do gì để phải quan tâm tới hai tổ chức vô danh và quá nhỏ bé về lợi ích quốc gia như vậy? Không khác gì, nó sẽ trở thành một con bài được tạo ra để gây ra một mối uy hiếp nhất định với chính phủ Việt Nam. Đặc biệt là như phần trình bày ở trên, tiền thân của những nhóm này đều là từ tổ chức Fundro mà ra, mà CIA thì lại là cha đỡ đầu của cái tổ chức Fundro này. Đã hơn một năm trôi qua kể từ sự kiện xả súng đó, dù tới nay thì vẫn chưa ghi nhận thêm bất kỳ một vụ việc nào tương tự như vậy, nhưng nó cũng đã kịp để lại những nỗi ám ảnh, đặc biệt là khoét sâu và thêm sự chia rẽ trong khối đại đoàn kết dân tộc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đã có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các trang mạng xã hội. Những người không biết hoặc cố tình không biết liên tục đưa ra những lời khiếm nhã, cho rằng những người theo đạo Tin Lành đã tiếp tay cho sự việc này, hoặc là mượn gió bẻ măng quay sang xúc phạm những tôn giáo của các dân tộc này. Rồi từ đó thì lại suy diễn ra vấn đề về chính quyền và chế độ với chiêu bài lưỡi không xương, trăm đường lắt léo. Tất cả đều tại cộng sản của chúng. Một trường hợp khác mà chúng ta có thể nhìn vào để làm tấm gương, đó là Myanmar. Vào năm 2021, khi mà phe quân đội Myanmar đảo chính cướp quyền lực, lúc này thì những người phản đối chế độ độc tài quân sự bắt đầu cầm vũ khí lên và thề sẽ đánh trả chứ không rút lui nữa. Những lực lượng kháng chiến đã nhanh chóng bắt sóng với các chiến binh sắc tộc, với mục đích là thành lập nên cái gọi là Chính phủ Thống nhất Quốc gia, viết tắt là NUG, mà thành phần lãnh đạo bao gồm các quan chức dân cử vừa bị lật đổ bởi cuộc đảo chính. Các phe phái thì đều nhân danh là dân chủ tự do để phất cờ khởi nghĩa, với mục tiêu là tiêu diệt chính phủ quân sự. Vậy nhưng cũng đã 3 năm kể từ cái ngày mà cái danh dân chủ tự do được nêu ra. Giờ đây thì những gì đang diễn ra tại Myanmar đều đã cho thấy dường như chẳng còn ai quan tâm tới mấy cái này nữa. Thay vào đó là các phe phái nổi dậy, mỗi ông theo đuổi một lý tưởng riêng. Họ muốn tách vùng đất mà mình chiếm được thành một vùng tự trị hoặc một quốc gia riêng, đồng thời thì mở rộng lãnh thổ vùng mình chiếm đóng. Và chẳng còn ai thèm nhớ tới mấy cái danh đòi nhân quyền, dân chủ, tự do được chính họ nêu ra từ 3 năm trước nữa. Đồng thời thì một điều không thể thiếu trong các cuộc nội chiến, đó là sự can thiệp từ các thế lực ngoại bang. Hiện nay thì chưa biết bao giờ cái danh nhân quyền, dân chủ, tự do mới thực sự đến được tay người dân Myanmar. Nhưng bạo lực và nghèo đói thì là những điều đã thấy rõ. Nhìn từ Myanmar, chúng ta không thể không suy nghĩ lại những kẻ từng nhân danh dân chủ tự do ở Việt Nam. Chúng đều có chung một công thức, đó là chia rẽ nhân dân ta, chia rẽ các dân tộc trong khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó thì cướp phá chính quyền.
những kẻ này đều nhân danh là dân chủ tự do và muốn thành lập một cái gọi là nhà nước đề ga. Các tổ chức này hầu như đều có nguồn gốc từ Mỹ mà ra, cũng dùng cái gọi là nhân quyền, dân chủ, tự do kiểu Mỹ làm ra cái danh để kêu gọi đồng bào chia phe chia phái, tàn sát lẫn nhau. Việc nhân quyền, dân chủ, tự do hay không thì chưa thấy, nhưng máu đã phải đổ và nỗi ám ảnh là điều ta có thể thấy rõ. Và nếu ta nhìn vào cái bản chất của tiêu chuẩn kép về nhân quyền, về dân chủ, về tự do của họ và những gì đang diễn ra tại Myanmar, hay mới đây là Bangladesh, hoặc là 10 năm trước nữa đi, là mùa xuân Ả Rập, thì chúng ta không thể không tự hỏi rằng liệu cái gọi là nhân quyền, dân chủ mà những kẻ này nêu ra có thực sự là một liều thuốc tiên cho Việt Nam hay không? Một khi khối đại đoàn kết dân tộc của chúng ta đã bị phá vỡ với 54 dân tộc anh em, giờ tự dưng mỗi dân tộc lại có một đảng, mỗi dân tộc lại có một quân đội riêng, một địa bàn hoạt động riêng, rồi quay sang bắn giết lẫn nhau, thì liệu có phải là một điều tốt hay không? Chúng ta đều có thể nhìn ra được đấy. Đặt trong bối cảnh hiện nay, nếu bây giờ Việt Nam áp dụng cái gọi là dân chủ, nhân quyền theo cái tiêu chuẩn độc hại đó, khi mà dân tộc nào cũng nhân danh dân chủ tự do, đấu tranh cho nhân quyền, có đảng phái, có quân đội riêng trong tay, thì dân chủ tự do đâu chưa thấy. Nhưng cảnh các nước lớn, mỗi ông nắm một vài đảng, mỗi ông nắm một vài lực lượng quân đội thân mình, quay sang kích động, tàn sát lẫn nhau là điều thấy rõ. Và điều tồi tệ nhất là có khi đất nước lại chia thành 5-7 quốc gia nhỏ hơn, với mỗi bên được một nước lớn bảo trợ. Giống như Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo đã từng nói, phải ngấm ngầm đẩy nó xuống sông rồi vớt nó lên để nó trả ơn mình. Một khi khối đại đoàn kết dân tộc bị phá vỡ thì chưa biết sẽ có bao nhiêu đảng mọc ra, nhưng chắc chắn là sẽ có đảng thân Trung Quốc, có đảng thân Mỹ, dựa vào nguồn tài chính vô hạn của bọn họ mà đứng lên bắn giết lẫn nhau. Nếu chúng ta không biết tôn trọng hiện tại và lịch sử vốn được viết bằng máu của các thế hệ đi trước, thì chúng ta, những thế hệ con cháu, sẽ phải đổ máu để viết lại các lịch sử đó. Để trả giá cho độc lập và thống nhất, dân tộc Việt Nam đã phải mất nhiều triệu người, cộng với một đất nước từng phải tan hoang vì chiến tranh. Giờ đây, phải rơi vào cái cảnh đó một lần nữa, để đáp ứng cái nhân quyền, cái tự do, cái dân chủ theo kiểu tiêu chuẩn kép như vậy, thì có đáng hay không? Chúng ta đều có câu trả lời được rồi. Xin được mượn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập bất hủ năm 1945 để kết thúc video. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy,